Chiều qua ngày 10 tháng 9, chuyên cơ không lực 1 chở tổng thống Joe Biden và đoàn cấp cao Hoa Kỳ đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày, ngày 10 và ngày 11 tháng 9 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đúng 16 giờ 50 phút ngày 10 tháng 9, đoàn xe chở tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiến vào phủ Chủ tịch Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Hai bên giới thiệu các quan chức có mặt tại lễ đón. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Hoa Kỳ thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Đây cũng là sự tiếp nối truyền thống trong gần 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Hoa Kỳ.